Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ review tất cả các loại ớt trên một cái ruộng này bỏ hoang này mọi người. Đây, đây có một cái ớt này chưa có quả mọi người. Trên lá nó có cái gì này? Cái này vẫn chưa có quả. Giờ mình sẽ tìm cái nào có quả mình review mọi người xem. Này, cái này có quả này. Đây mà là một loại ớt nha mọi người. Rất là nhiều ớt luôn. Đấy, cây rất là cao, rất là thẳng luôn. Đây có một cây. Cây này thì vẫn chưa có quả. Cây này có một quả này mọi người. Quả cong cong như quả chuối này. À, đây có quả ớt rất là to luôn. Một cây có mỗi một quả rất là to luôn mọi người. Đây, cái này có một cây ớt rất là cao. Và trái ngược với nó lại có một cây ớt rất là thấp. Đây, cây ớt rất là cao, bên này có cây ớt rất thấp này. Quanh khu vườn này rất là nhiều ớt luôn. Mọi người nhìn thấy chưa? Ớt chín đỏ lòm luôn mọi người. Rất là to luôn, chín đỏ lòm luôn. Khu vườn này rất là nhiều ớt to luôn mọi người. Cái ớt này bé bé mà giá rất là nhiều quả mọi người. Đâu, cái này nó thuộc loại với cái kia. Nhưng mà nó có ra ít quả hơn, được có 2-3 quả mọi người. Cây cao to hơn cây kia mà ít quả hơn. Đây có một cây nữa, cây này cũng vẫn là họ của cây kia thôi. Đây khu này có mấy cây ớt đấy thôi. Đây, ớt tím này mọi người. Ớt này ớt hồng, ớt tím đây này. Wow, ở đây rất là nhiều loại ớt hay luôn mọi người. Cái ớt này cực kỳ là đẹp luôn mọi người ạ. Từ nãy đến giờ mình thấy cái ớt này đẹp ấy. Rất là đẹp. Bên cạnh nó lại có một cái ớt này có 2 quả. Đây một loại ớt khác nữa. Ớt này người ta thường gọi là ớt chỉ thiên này. Ớt này thì siêu cay luôn mọi người ạ. Mình đoán là nó cay nhất trong các loại ớt luôn mọi người. Theo mình ấy. Có những cái ớt bé bé mà giá là nhiều quả, nhiều hơn cả cái to luôn. Đó mọi người thấy chưa? Cái này bị tí thôi. Giá rất là nhiều quả luôn. Đây mọi người thấy chưa? Cả một khu vườn này có tầm 30 cái ớt đây mọi người ạ, nhiều phết. Có ớt có gừng này. Có gừng có mía. Đây là củ khoai sọ nha mọi người. Đó. Ok mọi người, vậy là mình vừa mới giới thiệu hết cho mọi người các loại ớt ở đây này. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha mọi người ơi. Ok, chào mọi người.